Răng ngọt không? Dạ ngọt. Hương ơi, xuống ăn trái cây nè con. Nhìn được. Dạ. Dạ. Con mời mẹ. Ừ. Hương, bỏ điện thoại xuống. Ăn uống mà lúc nào cũng cầm điện thoại là sao? Ừ. Bỏ xuống đi con. Ôi cháu ơi, cháu tôi về đẹp gì sợ. Con về ai rồi con? Ừ, dạ, vợ con. Hả? Con nói bậy cái gì vậy Tu? Trời ơi, con Tu nó thích con gái á bà. Cái chi? Dạ, con Tu nó thích con gái. Con thấy bình thường mà. Con đừng nói linh tinh. Đi. Con nói linh tinh đó, mẹ đừng có lo. Anh thấy hậu quả chưa? Hey. Mẹ nó đần ống quả cho nó lấy cho nó rồi. Trời ơi là trời. Răng đi. Hi. Mẹ lớp. Hello. Dạ. Thôi dễ sợ quá. Đúng là con hư tài mẹ. Nó làm vương làm tướng ở đâu cũng phải chừa con đường chứ. Chứ đẻ con gái rồi thì cũng phải biết cái câu là công dung ngôn hành để cho con nó nói theo chứ. Chứ con muốn mà như rửa. Tôi nói cho anh biết nha. Cháu tôi mà có vấn đề chí tôi chết liên tại chỗ cho vợ chồng anh coi này. Thôi mẹ đừng có nói gỡ mà. Ừ, con sẽ chấn chỉnh lại con của con nha. Đừng có lo quá nha. Trời ơi là trời. Sao thân tôi lại khổ như thế chứ. Gần xuống lộ rồi. Bây giờ không yên thân. Có đứa cháu yêu. Tôi phải suốt ngày lo lắng như ri là răng. Ôi trời, mệt quá.